mến chào quý độc giả của Tiếp Thị Gia Đình. Kim Dung rất vui khi đã thực hiện trong bộ sưu tập với chủ đề Sắc Đen Mê Hoặc. Mặc dù trời rất là nắng và Kim Dung cũng rất là mệt, nhưng mà ekip rất thực hiện rất là tốt. Kim Dung hy vọng rằng Sắc Đen Mê Hoặc này sẽ có màu trắng và màu đen, sẽ giúp cho tất cả các bạn có thể phối màu một cách dễ dàng. Bye bye, xin hẹn gặp lại.